Hello, xin chào mọi người, mình là Jenny. Mình là Zen. Và chào mừng các bạn đến với số đầu tiên của Friday FOMO. Như các bạn cũng đã biết thì thị trường crypto trong tuần qua có rất là nhiều những tin tức biến động. Vậy thì bây giờ hãy cùng Jenny và Zen điểm lại những tin tức đáng chú ý trong tuần rồi nhé. Và đến tháng của Bitcoin đều có dấu hiệu đã lập đỉnh sau cú sập về mốc 30.000 đô ngày 19 tháng 5. Sau 6 đến tháng tăng liên tiếp, từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021, giá Bitcoin đã kết thúc tháng 4 bằng một nến Doji màu đỏ, một tín hiệu đảo chiều đáng lo ngại. Sang đến ngày 19 tháng 5, thị trường đã có một phen hoảng hồn khi Bitcoin sập về mức 30.000 đô mà không vì một lý do cụ thể nào cả. Bitcoin dominance tăng dần, altcoin đang bị bán tháo. Chỉ số thị phần của Bitcoin trên thị trường tiền mã hóa, hay còn gọi là Bitcoin Dominance, trong tuần vừa rồi đã tăng mạnh trở lại. Dấu hiệu cho thấy nhóm altcoin ghi nhận mức độ giảm còn mạnh hơn cả Bitcoin. Các dự án scam, kém chất lượng, hack dự án tràn lan. Thị trường trong những tuần vừa qua chứng kiến sự nổi lên càng nhiều của các dự án coin động vật, vốn chỉ có công dụng pump dump kiếm lời, chứ thực chất không cung cấp giá trị lâu dài nào cả. Bên cạnh đó, một xu hướng đáng lo ngại là Binance Smart Chain trong thời gian vừa rồi ghi nhận nhiều dự án lớn bị tấn công, thiệt hại lên đến hàng triệu USD, trong đó có Venus, mã token là XVS và Pancake Bunny. Tâm lý hoang mang lan tỏa trong giới đầu tư. Trong phần lớn các cộng đồng đầu tư tiền mã hóa Việt Nam, câu hỏi phổ biến nhất ở thời điểm hiện tại là liệu thị trường chuẩn bị sập chưa, hay là đã đến lúc mua vào chưa, cho thấy phần đông nhà đầu tư đều không rõ ràng về xu hướng biến động sắp tới của thị trường. Elon Musk không còn ủng hộ Bitcoin. Sau khoảng thời gian dài ca ngợi Bitcoin, tỷ phú Elon Musk hồi đầu giữa tháng 5 đã bắt đầu thay đổi luận điệu của bản thân, gọi Bitcoin là đồng tiền ô nhiễm và còn nhiều khiếm khuyết cần phải giải quyết. Niềm tin của các tổ chức đầu tư lớn đang lung lay như Tesla hay Square. Quan điểm của Elon Musk song hành với tuyên bố ngừng hỗ trợ thanh toán Bitcoin của Tesla, công ty xe điện này cho rằng hoạt động đào Bitcoin tiêu tốn rất nhiều tài nguyên và năng lượng hóa thạch, đi ngược lại hoàn toàn với triết lý cổ vũ năng lượng sạch của Tesla. Một tổ chức đầu tư Bitcoin lớn khác là Square cũng đã thông báo ngừng mua Bitcoin để chờ đánh giá thêm từ thị trường. Các thông tin tiêu cực từ Trung Quốc về chấn chỉnh hoạt động khai thác và giao dịch Bitcoin. Ngày 21 tháng 5, cộng đồng đầu tư tiền mã hóa đã một phen xôn xao trước thông tin chính quyền Trung Quốc sắp đàn áp hoạt động đào và giao dịch Bitcoin. Trong một cuộc họp của Ủy ban Chính phủ Trung Quốc do Phó Thủ tướng Lưu Hạc chủ trì, các nhà lập pháp đã yêu cầu cần phải chấn chỉnh vấn đề khai thác và giao dịch Bitcoin nhằm hạn chế rủi ro tài chính cho người dân. Ok, vậy thì tin đầu tiên chắc hẳn là ai cũng đã biết, đó là tin từ phía Trung Quốc là Trung Quốc sẽ chấn chỉnh những hoạt động liên quan đến khai thác và giao dịch Bitcoin. Thì không biết là Zen nghĩ thế nào về tin của Trung Quốc này? Mình nghĩ rằng là thực ra thì lúc mình mới nghe tin á, thì mình không bất ngờ mấy, tại vì Trung Quốc đã cấm rất là nhiều lần rồi. Và bản thân mình nghĩ rằng là Bitcoin cho dù có chính phủ này cấm hay chính phủ kia cấm á, thì tất cả những đặc tính cơ bản của Bitcoin vẫn không hề thay đổi. Bitcoin vẫn có 21 triệu đồng và block time vẫn là khoảng 10 phút. Và dù Bitcoin không đào, thời đào Trung Quốc không đào nữa, nhưng mà vẫn có nhiều thợ đào ở những nơi khác họ vẫn đào Bitcoin. Thực ra mình không lo lắng nhiều. Nhưng mà đối với những nhà đầu tư mà họ mới vào thị trường, hoặc là những nhà đầu tư họ dễ bị lung lay bởi những cái tin tức như vậy, thì dẫn đến cái việc là họ sẽ đưa ra quyết định đầu tư, họ sẽ bán số Bitcoin của mình chỉ dựa vào cái tin tức đó là không. Và chính điều đó đã ảnh hưởng tới tiêu cực đến cái giá của Bitcoin ngay từ điểm tin nó được ra. Và FUD thì mọi người thấy ở trên mạng rất là nhiều, trên Twitter rất là nhiều. Đúng rồi, FUD thì cực kỳ nhiều mấy ngày nay, nhưng mà cái đó là FUD do mọi người được nhận thôi, còn không biết là những người mà đang trong đất nước Trung Quốc đang sống và làm việc liên quan đến ngành crypto đấy chẳng hạn, thì trên mình nghĩ là Zen có những cái mối quan hệ như là đối tác hoặc là bạn bè tại Trung Quốc đó, thì không biết là họ nghĩ sao về tin đến từ chính phủ của nước họ. Thì mình có hỏi hai người bạn của mình, thì một người bạn nói rằng là thực ra thì lệnh cấm lần này khá là nghiêm trọng, bởi vì là nó được đưa ra bởi từ chính phủ Trung Quốc luôn, chứ không phải là chỉ là ngân hàng trung ương của Trung Quốc. Và cái lệnh cấm lần này thì ngay sau khi mà có cái sự có thông tin được trên báo chí này kia, thì những cái sàn như là OKX, Huobi là đã có những cái plan về cái việc là mình sẽ gọi là thay đổi chính sách dịch vụ của hoạt động giao dịch Bitcoin giữa đồng nhân dân tệ và đồng Bitcoin trên chính sàn của mình, và các cái dịch vụ khác
khác liên quan tới việc đào Bitcoin như là sàn Huobi thì có Huobi Pool. Và một người bạn khác của mình cũng làm ở một dự án blockchain khá nổi tiếng tại Trung Quốc thì có chia sẻ rằng là thật ra thì thông tin đó cái lệnh đó chưa có được rõ ràng, tức là không có cụ thể gì cả, và chỉ có thông tin rằng là tạm thời cấm gọi là sử dụng nhiệt điện để đào Bitcoin. Và thực ra cái việc cấm đó là trước giờ nó đã như thế rồi chứ không phải bây giờ nó mới như vậy, cho nên là thực ra thì tất cả mọi người đều đang chờ thông tin chính thức từ chính phủ Trung Quốc. Đến bây giờ thì cũng chưa có thông tin chính thức, thì hy vọng là chúng ta sẽ nhận được những phản hồi tích cực chứ không phải là những cái động thái tiêu cực từ chính phủ Trung Quốc. Vì đó thì tất nhiên là ai cũng mong muốn xảy ra. Theo Jen nghĩ thì các bạn có thể tham khảo lời khuyên của Jen, đó là chúng ta hãy bình tĩnh và chờ những thông tin rõ ràng và chính thức từ chính phủ Trung Quốc thay vì hoảng loạn vì phát như hiện tại. Tin tức tiếp theo mà làm gây hoang mang dư luận khá là nhiều đến từ vị tỷ phú Elon Musk. Thì những ngày nay thì dư luận khá là quan tâm và cũng khá là hoang mang khi những dòng trạng thái, dòng tweet của Elon Musk ở trên Twitter. Thì không biết là Jen suy nghĩ về việc này như thế nào? Thực ra thì mình bị out ra khỏi cái dòng dư luận đó luôn á. Tức là mình không quan tâm nhiều đến những cái dòng tweet của Elon Musk cũng như là những cái đồng coin thú mới nổi như là Dogecoin hay là Shiba. Thì mình nghĩ rằng là đa phần những người mà bị ảnh hưởng bởi những dòng tweet của Elon Musk là những người mới tham gia thị trường, đó là họ mua bán hành động theo cái tweet của ông ấy, và cũng như là một số KOL tại Việt Nam họ đăng những cái thông tin liên quan tới đó hay là Shiba thời gian vừa rồi, dẫn đến là mọi người hay bị FOMO, tức là mọi người bị sợ mình bị bỏ lỡ cơ hội, và rõ ràng là đã có rất nhiều người họ bỏ lỡ cơ hội của Dog và Shiba, dẫn đến là họ đang mong muốn có một cái đồng coin nào đó để kiểu giống như thật vậy để họ đầu tư vào, họ kiếm lợi nhuận. Chính vì thế là nó sinh ra những cái dự án scam thời gian vừa rồi, ví dụ như là chó thì ngoài Dog và Shiba thì có rất nhiều loại chó khác, hay là còn cá cỏ có mèo là dê nữa, và dẫn đến là những dự án như thế sinh ra rất là nhiều và đa phần là scam hết. Và chính vì thế là mọi người tham gia thì chắc scam thì mọi người chắc chắn sẽ đa phần mọi người sẽ thua, dẫn đến là nó sẽ tác động tiêu cực vào thị trường rất là nhiều. Vậy thì qua những cái kinh nghiệm cũng như là những cái sự kiện như thế thì Jen có một lời khuyên gì cho những người đang chơi trên thị trường, đặc biệt là những người mới vào mà đã đón đầu những dư luận đến từ showbiz, đến từ KOLs, influencers hay là đến từ những KOL trên Twitter, thì lời khuyên của Jen cho họ là gì? Mình nghĩ rằng là những cái sự kiện như thế này á, là mùa uptrend nào cũng có hết, 2017 cũng có và đến năm nay thì nó lại như thế, chỉ là người nào nói mà nó đi không có kênh nào thôi. Thì như lần trước mọi người có đợt trước thì có John McPhee, ông đó thì ông đăng về crypto rất là nhiều, ông siêu về Bitcoin rất là nhiều, mọi thứ làm cho mọi người rất là kiểu bị FOMO. Thì đợt này có Elon Musk và có cả mẹ của Elon Musk đúng không? Thì mình nghĩ rằng là đợt điều chỉnh vừa rồi nó là một cái đợt điều chỉnh rất là cần thiết. Nó giúp gọi là thanh lọc những cái dự án mà chạy theo cái trend như vậy, tức là như mình có nói thì sau Dog và Shiba thì có rất nhiều dự án bắt chước làm theo như thế, vì họ nghĩ rằng là Dog và Shiba thì rất dễ làm cho nên là họ làm theo và họ kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn. Thì mình nghĩ rằng là những cái đợt điều chỉnh vừa rồi là cần thiết để thanh lọc hết những cái dự án như thế ra khỏi thị trường, để lại những dự án nào mà có đội ngũ họ nghiêm túc, họ phát triển, có những dự án có fundamental tốt để sẽ tồn tại trong thị trường này. Và sau đợt này thì mọi người nhìn thấy những đội ngũ nào mà họ ngừng làm việc thì chứng tỏ họ là những người ngắn hạn và họ không nên gọi là tham gia thị trường này. Và cái đợt điều chỉnh vừa rồi cũng sẽ giúp mọi người điều hướng lại cái dòng vốn của mọi người, bỏ vào những dự án có fundamental tốt hay là bỏ vào những dự án FOMO như thế thì nó sẽ tốt hơn. Đó thì phần nào nó sẽ làm thay đổi cái cục diện và tái cấu trúc cái dòng tiền trong thị trường crypto. Trên này nghĩ thì ngoài ra còn một ý nữa là các bạn trước khi mà đầu tư vào bất cứ cái gì á thì các bạn cũng nên có một cái lượng kiến thức nhất định, cũng như là phải tìm hiểu kỹ về dự án hay là bất kỳ cái gì mà mình đầu tư, không nghĩa là crypto mà còn cả ngoài crypto nữa. Đó cho nên là thứ nhất là phải follow những kênh tin tức hoặc là những kênh mà đưa kiến thức cho mình chính thống và họ có hiểu biết
rất là nhiều về crypto chẳng hạn. Và cái thứ hai nữa thì tự mình research và tự mình đưa ra quyết định đầu tư cho chính mình, đừng có bị FOMO hoặc là đừng để bị dẫn dắt bởi một người nào đó làm ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của mình. Chính xác. Những cái người mà tham gia thị trường lâu á, thì đợt vừa rồi họ sẽ không để ý nhiều đến Elon Musk hay là những Dogecoin này kia. Cho nên mình mới nói một câu mình vẫn hay nói với bạn bè của mình, đó là đừng có biết quá nhiều thì sẽ không mua Dogecoin. Chính xác. Sau 6 tháng khi mà Bitcoin đóng nến xanh liên tiếp thì đến tháng 4 này bất ngờ xuất hiện một cái nến Doji đỏ, và như là thật cũng và mọi người cũng đã thấy là trong giữa tháng 5 vừa rồi thì giá Bit liên tục giảm mạnh dẫn đến thị trường và những người tham gia crypto cực kỳ hoang mang. Thì theo Zen về tình hình giá Bit như thế và tình hình thị trường như vậy thì có những cái ảnh hưởng tích cực và tiêu cực gì? Ok, thì trước khi mình nói thì mình muốn nói là những cái bình luận của mình nó mang tính chất chủ quan và nó là ý kiến cá nhân của riêng mình. Không phải là lời khuyên đầu tư. Thì theo mình thì đây chỉ là một đợt điều chỉnh và mình vẫn còn rất là lạc quan về tình hình thị trường, về tương lai thị trường trong thời gian tới. Nói ví dụ như là Bitcoin, bây giờ mọi người nói tới việc là Trung Quốc cấm việc hoạt động đào Bitcoin. Trong ngắn hạn thì nó có thể thay đổi, nó có thể tác động tiêu cực đến hash rate, tức là cái năng lực đào của mạng lưới. Thì nó sẽ ảnh hưởng tới việc là hash rate sẽ giảm, tại vì thợ đào ở Trung Quốc rất là nhiều, và đồng thời thì nó sẽ làm cho mạng lưới hơi delay một chút, bởi vì là ít thợ đào hơn thì sẽ ít người họ xác nhận giao dịch hơn, và cái thời gian đóng block nó cũng sẽ gọi là nó lâu hơn một chút, thì mạng lưới sẽ hơi delay trong ngắn hạn. Nhưng mà khoảng 1-2 tuần thì cái tức là độ khó đào nó sẽ tự điều chỉnh, và mọi thứ nó sẽ trở lại bình thường. Trong tương lai dài hạn thì mình nghĩ cái việc Trung Quốc cấm hay không, thực ra cấm thì nó tốt hơn, tại vì là mọi người biết là hiện tại Trung Quốc đang chiếm khoảng 65% năng lực đào của mạng lưới, thì nó hơi tập quyền á, và nếu mà Trung Quốc họ out ra khỏi cuộc chơi này thì chắc chắn nhiều bên khác, nhiều nước khác họ sẽ bắt đầu họ nhảy vào họ đào, dẫn đến là cái hash rate nó sẽ phân bổ trên toàn cầu nhiều hơn, tức là nó sẽ phân quyền hơn, chứ là nó không tập trung ở một nơi cụ thể nào. Thì cái điều đó nó sẽ tốt cho những cái đặc tính cơ bản nhất của Bitcoin và nó tốt cho cả cái thị trường crypto nói chung. Hay là Ethereum đi. Ethereum thì mọi người thấy là sắp tới thì cũng có một vài cập nhật lớn, đặc biệt là có một cập nhật sẽ giúp cho Bitcoin có thể Ethereum nó có thể giảm cái gas rất là nhiều, phí giao dịch rất là nhiều, và cái đồng thời là những dự án trên DeFi trên Ethereum hiện tại như là Uniswap hay là SushiSwap thì họ luôn luôn mở rộng, luôn luôn phát triển, làm thêm nhiều sản phẩm mới, làm những cái phiên bản tốt hơn phiên bản cũ. Thì mình nghĩ rằng là miễn là thị trường hay là miễn là trong blockchain hay là trên Ethereum hay là Bitcoin vẫn còn người đang tiếp tục build thì thị trường sẽ tiếp tục phát triển bền vững, và mình nghĩ rằng là thị trường sẽ không dễ dàng mà là đi về downtrend như thế, một chỉ sau một đợt như thế này mà có thể đi về downtrend thì mình không nghĩ nó lại tiêu cực đến như thế. Ok, cảm ơn những nhận định từ Zen. Vậy còn về phía tiêu cực thì không biết còn những cái ý kiến hoặc là những nhận định nào mà mình cần phải lo ngại hiện tại? Mình thì chỉ thích nói tích cực thôi, nhưng mà nếu mà cần phải lo lắng thì có một cái sự khác biệt giữa thị trường 2020 và 2017, đó là năm 2017 thì tất cả mọi người đều chơi crypto, mọi người đều nghĩ đến việc mua bán bình thường thôi, mua thấp bán cao, không có nhiều cái việc là sử dụng đòn bẩy tài chính hay là phái sinh này kia. Nhưng mà năm 2020 thì 2020-2021 thì cái đòn bẩy tài chính nó phổ biến hơn rất là nhiều, dẫn đến cái việc là trong thời kỳ uptrend thì rất là nhiều người họ tích cực về thị trường, cho nên là họ có những cái vị thế long, và khi mà thị trường xuống bất ngờ như thế và họ không thể nào trở tay kịp á, thì dẫn đến là rất là nhiều người dùng họ sử dụng đòn bẩy, họ sẽ bị thanh lý, và khi bị thanh lý như thế thì bắt buộc sàn họ phải bán cái tài sản gọi là ký quỹ đó nó ở giá mức rất là thấp, dẫn đến cái việc là tức là đã thấp rồi mà lại sàn bắt buộc phải bán để thanh lý vị thế của người dùng thì nó lại càng tác động tiêu cực đến giá nữa, dẫn đến một cái hiệu ứng người ta gọi là snowball, là gọi là hòn tuyết lăn, và nó sẽ gọi là đã xấu còn xấu hơn, cho nên là một cái thứ mình cần phải lo ngại. Cái nữa là
Mình nghĩ rằng là nếu mà Trung Quốc nếu có những cái như mình đã nói thì hiện tại chưa có những chính sách nào cụ thể hơn, đúng không ạ? Thì nếu như mà nó Trung Quốc họ đưa ra những cái chính sách nó cụ thể hơn và rất tiêu cực tác động đến thị trường trong ngắn hạn, thì mình nghĩ rằng là nó cũng sẽ tác động đến giá rất là nhiều. Tại vì là một khi giá xuống thì giá xuống rất là nhanh, và gọi là cái hoạt động về bảo mật của mạng lưới và hoạt động giao dịch của mạng lưới nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều, trì trệ rất là nhiều nếu như mà hash rate giảm mạnh như thế. Thì đó là hai cái lo ngại lớn nhất mà mình đang nghĩ tới trong ngay thời điểm hiện tại. Thì nếu như mà tất cả các bạn có ý gì khác, hay là có một cái suy nghĩ, hay là một cái phân tích gì khác, thì có thể chia sẻ với chúng mình ở dưới phần bình luận nha. Cảm ơn những nhận định từ Zen. Thì Jenny rất là hy vọng qua buổi sharing ngắn ngày hôm nay, các bạn cũng có cho mình những cái kiến thức, những kinh nghiệm, tham khảo ý kiến của Zen và Jenny để có cho mình những quyết định đầu tư đúng đắn hơn và tìm những nguồn tin cậy hơn để chúng ta có thể follow theo. Ok, vậy thì chắc là Jenny xin phép kết thúc buổi sharing ngắn ngày hôm nay. Nếu như mà các bạn muốn tiếp tục ủng hộ tụi mình để tụi mình ra những buổi sharing ngắn tiếp theo, thì các bạn đừng quên để lại cho tụi mình một like và một subscribe, hoặc là để những topic mà các bạn đang quan tâm hoặc là những câu hỏi liên quan đến thị trường crypto ở bên dưới phần comment box, tụi mình sẽ check và sẽ làm những video tiếp theo để chia sẻ kiến thức cùng với các bạn nha. Và bây giờ thì xin phép chào tạm biệt tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn ở những số tiếp theo của Friday FOMO. Bye bye, bye, bye.